À, thưa sư, câu cứu một mạng người bằng xây bảy tháp phù đồ có đúng hay không? À, thưa quý vị, là cái câu này là câu dân gian chứ không phải là trong kinh. Đức Thế Tôn là một vị thế gian giải Lô Căng Vi Đu, Ngài biết tất cả mọi thứ, thì không có lý gì mà Ngài, nếu như cái này là đúng á, Ngài biết mà Ngài không nói. Mà nếu Ngài không nói thì có nghĩa là nó không đúng. Nó như thế này: cứu một mạng người. Người ở đây có nhiều loại người. Người ở đây có nhiều loại người. Thứ nhất là người không có giới nè. Thứ hai là người có giới nè. Thứ ba là một vị thánh. Chia ra làm ba loại đó thôi. Thì cái người mà không có, cái người không có giới đó là thấp nhất. Cái người có giới đó thì cứu cứu vị đó thì được nhiều cái công đức hơn. Tại vì chúng ta đang xét về công đức mà, ha? Đang nói về công đức, chứ còn mà quý vị nói là tâm không phân biệt thì thôi thì không có nói nữa. Tại vì khi mà cái người tâm không phân biệt thì họ không có hỏi câu này, ha. Cái người mà có đức hạnh ấy, có giới đó, thì họ có nhiều công đức hơn, cứu họ có nhiều công đức hơn, và cao hơn nữa là cứu mạng một vị thánh. Cho nên cứu một mạng người ở đây đó còn phải xem cái người đó là người nào. Cái thứ hai là xây tháp. Cái tháp phù đồ ở đây nó có hai loại: một là tháp thờ Xá Lợi, hai là một ngôi chùa. Một cái ngôi tháp, một cái ngôi chùa, một ngôi chùa. Bây giờ sư nói về cái người mà có đức hạnh, có giới mà không phải thánh đi, cái người phàm mà không phải thánh. Sư hỏi quý vị như thế này là tự quý vị trả lời được nha, là có bằng nhau hay không. Cứu một người phàm đó, có đức hạnh hoặc không có đức hạnh, thì cái việc mà quý vị cứu một người đó có đủ làm nhân làm duyên để cho quý vị giải thoát niết bàn ở đời sau kiếp khác hay không, có đủ làm nhân làm duyên để cho quý vị chứng đắc thánh đạo thánh quả hay không. Cứu một người nha, cứu một người, cứu một người, một người phàm không chứng đắc. Tự suy nghĩ coi, khi mà cứu một người như vậy đó thì nó có đủ phước làm nhân làm duyên để mà mình chứng đắc thánh đạo thánh quả hay không? Hình như là không. Hình như là không. Sư không đọc ở một cái bài kinh nào, một cái đoạn kinh nào, chú giải nào có nói rằng cứu một vị phàm mà đủ phước, đủ phước, đủ nhân, đủ duyên để mà chứng đắc thánh đạo thánh quả thì không có. Cái thứ hai là cứu mạng một vị thánh. Xin thưa, cái cứu mạng một vị thánh ở đây đó có nghĩa là cúng dường cho vị thánh khi mà vị đó vừa xuất ra khỏi thiền diệt. Tại vì khi một vị thánh xuất ra khỏi thiền diệt á, thì vị đó đang trong tình trạng suy kiệt về dinh dưỡng. Cho nên cái việc cúng dường thực phẩm cho cái vị thánh đó được xem là ngang với việc cứu mạng vị đó. Thì cái việc cứu mạng một vị thánh có đủ nhân, đủ duyên, đủ phước để cho chứng đắc thánh đạo thánh quả hay không? Thì xin thưa là có. Được mô tả trong rất nhiều kinh tạng. Mô tả trong rất nhiều kinh tạng. Ha. Đó là một vị cúng dường cho một vị A-la-hán, một vị thánh tăng. Cúng dường cho một vị độc giác, cúng dường cho một vị chánh đẳng chánh giác. Nó làm nhân, làm duyên để cho chứng đắc thánh đạo thánh quả ở kiếp hiện tại, cái đó có. Cho nên cứu một mạng người ở đây là phải tính vào cái bậc thánh thì nó mới tính, chứ còn mà kiểu phàm mình là không có cửa, không có cửa so sánh. Cái thứ hai là xây tháp cũng như vậy. Tự đặt câu hỏi là khi xây tháp, cái việc mà cúng dường xây một cái bảo tháp đó, không nói cái chuyện xây, cúng dường một cái bảo tháp thôi
nó có đủ làm nhân làm duyên để chứng đắc thánh đạo thánh quả hay không? Xin thưa là có. Trong nhiều kinh tạng được mô tả là một vị chỉ đơn giản là cúng một cái đĩa hoa, cúng dường một cái bông hoa đến bảo tháp của Đức Thế Tôn cũng đủ để cho vị đó gieo cái nhân duyên chứng đắc thánh đạo thánh quả ở cái kiếp hiện tại nha. Rồi tiếp nữa là nói về một ngôi chùa, trong tất cả các cái phước thiện công đức thì xây chùa Tứ Phương Tăng được xem là nhiều công đức nhất. Tại vì khi xây một ngôi chùa đó thì sẽ có cơ hội tế độ những người thoát khỏi cái vòng trầm luân. Tháp phù đồ, mà tháp phù đồ có nghĩa là cái tháp để mà nâng đỡ chúng sanh. Sư xin hỏi như thế này, khi mà chúng ta cứu một cái vị phàm, cứu một cái người phàm đó, quý vị cứu được họ một lần hai lần, nhưng mà quý vị có thể cứu họ thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi hay không? Hình như là không, hình như là không. Nhưng mà khi mà quý vị thuyết một bài pháp, khi mà quý vị độ chúng sanh mà mở được tri kiến Phật, thấy được con đường tu tập đưa đến giải thoát giác ngộ đó, thì cái chuyện đó có cứu được họ ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi hay không? Hình như là có. Thì so sánh như vậy, quý vị tự nhiên là quý vị biết là cái nào nó đáng quý hơn cái nào. Ha. Đấy. Cho nên tóm gọn lại, câu này không phải Phật thuyết, và là người Phật tử không nên ủng hộ câu nói này. Ha.